Xin chào mọi người, tiếp tục chương trình về dòng xe đạp điện nhập khẩu. Và các bạn đang xem ở đây là dòng sedan Moment Allen. Và cái dòng sedan này thì bên Minh Nhật đang phân phối cũng như là độc quyền tại thị trường Việt Nam. Các bạn yêu mến dòng sedan nhập khẩu có độ bền trên 10 năm thì hãy liên hệ với Minh Nhật theo số line 0916 999 522. Trước màn nhỏ các bạn, đây là dòng sedan nhập Momentum. Và cái phiên bản đây là phiên bản mới của hãng Gian ra. Và cái form xe này thì Minh Nhật đã lắp hoàn chỉnh tới 70% rồi. Tuy nhiên thì trong video này Minh Nhật muốn các bạn khám phá sâu hơn. Ở video trước ấy, thì chúng ta xem cái phần ngoại hình của chiếc xe. Và ngày hôm nay thì tôi muốn các bạn xem vừa về ngoại hình của chiếc xe cũng như là về hệ thống điện ở bên trong. Xem cái chiếc Gian Moment này nó chất đến mức nhà mọi người nhé. Và cái màu xe mà lô này Minh Nhật về được là màu xanh lơ này cũng rất là đẹp này. Màu xanh này thì sẽ phù hợp cho phái nữ là nhiều hơn. Đó. Và cái phần đầu trước đây thì chiếc xe được sở hữu một cái cụm bóng Bluester siêu sáng. Bạn camera hãy tiến vào đây để cho khách hàng cảm nhận rõ trực tiếp về cái bóng Bluester tròn như này. Cái bóng này nó rất là sáng đấy mọi người nhé. Và cái độ bền nó rất là cao. Và ở phần đằng trước đây thì chúng ta có những cái ba đờ sóc này. Và hệ thống xi nhan đây. Đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi khám phá cái phần điện đằng trước của chiếc xe đây. Bạn hãy tiến lại gần để cho khách hàng cảm nhận rõ cái hệ thống điện của chiếc Gian Momentum này. Làm rất là chắc chắn. Một chiếc xe điện thì cái vấn đề quan trọng nhất là hệ thống điện đúng không mọi người? Và Gian thì một cái thương hiệu lâu năm rồi. Họ chuyên sản xuất về xe đạp cũng như là dòng xe điện như này. Họ đã có kinh nghiệm trên thị trường và xuất sang những cái thị trường châu Âu rồi. Đó, những thị trường có tính nhất. Đó, cho nên những cái sản phẩm Gian mà được bán tại thị trường Việt Nam thì từ trước giờ khách hàng luôn hài lòng và luôn yên tâm về cái chất lượng. Đó. Và cái hệ thống điện của Gian họ làm rất là khác biệt từ tất cả các chi tiết nhé. Đây cái dây này. Họ sẽ bó gói gọn lại với nhau và họ đi ra những cái đường điện là rõ ràng nhất. Và từ cái rắc nối này. Đó. Họ mình tháo luôn cái này cho mọi người xem nhé. Đấy, những cái phần rắc nối họ đều xử lý những cái công nghệ chống nước rất là tuyệt vời. Và cái quan trọng ấy là cái hệ thống dây điện của chiếc Gian Moment này họ làm đạt chuẩn, cái lõi đồng rất là to. Đấy, đây mình tháo luôn cho các bạn xem nhé. Đấy. Bạn camera hãy tiến vào đây. Đấy, chúng ta có thể xem được rõ chi tiết các hệ thống dây điện này. Đấy, đây phần khóa này. Đấy. Và cái phần cổ này Gian họ làm cái bát phốt này nó rất là bền. Cho nên là những cái chiếc xe Gian mà sử dụng ấy đi lâu năm mà cái cổ gần như nó không có bị dơ à. Đó, nó rất là chắc chắn bởi vì do cái chất lượng của xe mọi người nhá và khung xe. Đó. Một chiếc xe nó bền ấy thì nó sẽ có những cái yếu tố tính đồng bộ rất là cao. Đó, và chiếc Gian Momentum này nó hội tụ được những điều đó, hệ thống điện này tốt và những về phần cơ ví dụ như là khung gầm rất là chắc chắn. Và ngoài ra thì những cái phần dàn áo nhựa này thiết kế dành riêng cho Gian, cho nên là cái tính đồng bộ của chiếc xe rất là cao. Đấy. Nói đến động cơ đi, động cơ thì chiếc Gian Momentum này chạy đúng cái công suất là 350W chuẩn cho dòng xe đạp điện. Với cái động cơ như này thì chiếc xe vận hành sẽ êm và tiết kiệm hơn rất là nhiều nhé. Và cái ắc quy lắp cho chiếc xe này nó cũng sẽ bền bỉ hơn. Bởi vì sao? Bởi một động cơ mà nó đạt tiêu chuẩn ấy, công suất đúng thì ắc quy nó vận hành cũng như là nó cung cấp cái năng lượng nó sẽ đúng với lại cái chỉ số hơn, nó không bị quá tải. Và phần cốp đây. Đấy, cốp rất là rộng nhé. Ngoài khả năng vận hành ra thì tính tiện lợi của chiếc xe này hãng họ cũng chú trọng tới rất là nhiều. Và ở đây thì chúng ta có một cái chiếc yên da này rất là mềm, thật sự mềm và nó cứng cáp nhé. Kể cả các bạn đóng cái phần cốp này đó, rất là nhẹ nhàng thôi mọi người ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu sâu về cái phần đằng khoảng trước của chiếc xe đây. Ở đây thì chúng ta có những cái khung bảo vệ đây đó. Rất là chắc chắn. Ngoài những cái
chi tiết phần điện ra thì những cái phần nút công tắc bấm này thì Minh Nhật đánh giá rất là cao cái độ hoàn thiện của chiếc xe. Cái công tắc bấm này nó cũng rất là quan trọng nhé các bạn, bởi vì nó sẽ tiếp xúc trực tiếp với trời mưa, ví dụ trời mưa hoặc nước biếc thì nó sẽ tiếp xúc trực tiếp vào đây. Đối với những cái rắc còi hoặc là đèn xi nhan mà chất lượng nó kém ấy, thì khi mà trời mưa nó ngấm vào nó hay bị chập và nó có những cái nói chung là mình không sử dụng được mọi người nhé. Và ở chiếc gian này thì họ làm những cái nút bấm này tiêu chuẩn và chống nước rất là tốt. Đấy cũng là một cái yếu tố nó sẽ tăng lên cái độ bền của chiếc xe. Các cụ nói rồi, tiền nào của đấy mọi người. Và đến với Minh Nhật thì các bạn được mua những cái sản phẩm chính hãng cũng như là cái mức giá thì ưu đãi nhất. Chúng tôi luôn tìm những cái sản phẩm cũng như là cái giá trị thực để trao cho khách hàng. Và các bạn yêu mến cái dòng gian nhập khẩu này thì hãy đến Minh Nhật theo số line 0916 999 52, hoặc là các bạn có thể xem đến địa chỉ trực tiếp số 42 đường Lê Thế Tổ, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình nhé mọi người nhé. Cảm ơn các bạn.